Vinh Xô ơi, xong chưa? Mày thấy chưa, dùng Zenbook 13 của Asus thì đâu đến nỗi. Con này siêu mỏng, siêu nhẹ. Mày thấy không, cầm hai tay vẫn nhẹ nhàng luôn. Hơn hết là con này chịu được cân nặng lên 75kg. Mày ngã như này nó cũng không vỡ được đâu, hiểu không? Laptop mày là gãy chắc rồi. Anh nhanh tao ăn đi. Hai trái bưởi. Trái bưởi nhìn kỹ đi, trái bưởi xong rồi giữa đâu. À, cô là hai trái cam đội thêm vỏ. Cô kia có ăn cái gì đấy? Thấy chưa, ai bảo không mua Asus Zenbook 13 siêu nhẹ, siêu mỏng mà đỡ bạn được đâu để nó gãy tay như này. Thế á? Ê, cô kia, cổ lớp nào đây? Zenbook 13, siêu mỏng, siêu bền. Con này mày không có mắt à? Này chị có mắt. Asus Zenbook 13, siêu mỏng, siêu nhẹ, siêu bền, siêu sắc bén. Đeo khẩu trang rồi để hãy nói chị ơi. Này, nhìn thấy con này đi, Zenbook 13 nhá. Mỏng, đẹp. Trời ơi, thế không biết dùng, này sao mượn nhá. Ôi. Ôi, thích thế. Thôi, chú vất vả rồi, chị đi nhá. Ôi, ôi. Chị ơi. May quá, bắt kịp. Quá tải. Thôi mày ra đi. Ôm này cầm laptop to nhất thì ra đi, đúng không? Làm sao mà quăng. Thôi. Dù laptop to hay nhỏ, mỏng nhẹ thì không nên kỳ thị. Nói chung là anh này laptop to, đi ra ngoài đi. Dùng Asus Zenbook 13 thì đâu đến nỗi. Bọn ngu này có biết là chuẩn bị mất điện bây giờ à? Tôi có kinh thương đeo béo đấy chứ. Ra đi rồi. Ôi, ra đi. Tiếp.